Hello xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển những cái lm kết bạn mà chúng ta chưa đồng ý sang cái số người theo dõi ở trên Facebook của người nhá. Đầu tiên mọi người sẽ vào cho mình cái ứng dụng Facebook nhá. Tiếp đến mọi người sẽ vào cho mình cái biểu tượng ba gạch. Mọi người kéo phía dưới. Chọn cho mình cài đặt và quyền riêng tư. Chọn cho mình cài đặt mọi người chọn tiếp cho mình cái mục là cài đặt trang cá nhân nhé. Mọi người kéo phía dưới. À không, đây đây. đây. Mọi người sẽ chọn tiếp cho mình mục bài viết công khai. Và mọi người sẽ nhìn cho mình cái mục là ai có thể theo dõi tôi. thì mặc định nó sẽ để là bạn bè mọi người nhé. Mặc định nó sẽ để là bạn bè. Bây giờ mọi người muốn chuyển tất cả những cái À, lời mời kết bạn mà chúng ta không đồng ý à, sang theo dõi thì mọi người phải bật lên là công khai. Rồi tiếp đến thì sau khi chúng ta bật cái công khai ấy, thì nó sẽ có thêm một cái mục nữa là ai có thể à, xem cái người theo dõi của chúng ta ở trên dòng thời gian thì mọi người cũng để công khai nhé để nó hiển thị được cái số người theo dõi của chúng ta ở trên trang cá nhân cho nó đẹp. Thì, thì đó là cách mà chúng ta có thể là chuyển được toàn bộ những cái lời mời kết bạn mà chúng ta không đồng ý để có thể là chuyển sang cái số người theo dõi ở trên Facebook để chúng ta có thể là tương tác được nó tốt hơn vì những người theo dõi ấy, họ vẫn có thể là bình luận được này họ vẫn có thể là nhìn thấy được những cái bài viết mới của chúng ta được này cái này rất thuận tiện cho những ai mà có thể là uh, kinh doanh uh, buôn bán ở trên Facebook nhá bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video mà thấy hay thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like một chia sẻ một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.